Xin kính thưa tất cả chư quý vị đạo tâm ban tín đồ Phật giáo, trong anh em của mình và các hàng Phật tử. Hôm nay là buổi tiết chiều tỏ rạng, trời trong mây, mây trắng, mây thanh, không có dần vũ u ám. Có thể là có một cái màn cảnh để giúp đỡ chúng ta, anh chị em ngồi ở trong cái nhà, cái liêu, cái trại, cái chỗ nơi mà mình để tập trung tư tưởng, để nghe những người hàng sĩ, bần sĩ, chứ không phải ca sĩ. Ca sĩ là buồn ngủ lắm, chút xíu cái mình ngủ à. Vậy đó, để mình tiếp thu được đôi lời nói sau cùng của một ngày mà sự sống của mình, một ngày mà mình sống đó, mình biết đó nó dài lắm, một ngày dài dẳng không thể nói được. Còn không biết đó, một ngày ngắn ngủi quá, ngắn ngủi thiệt á. Có khi ta giật mình, ủa bây giờ mới đây mà xế chiều rồi, mới đây sao được. Cái đồng hồ nó quay nè, không thể mới đây đâu đó, quý vị. Mà nó đúng y vậy đó. Tại vì trong cái ngày của mình á, mình trông đợi, đừng, có nghĩa là mình trông đợi thân tâm mình, thân mình đừng già, dừng lại để tu. Rồi có khi mình trông lại đừng già để mình tính toán công ty, hãng xưởng làm những việc gì, mua bán, làm ăn, vân vân. Là như thế. Còn một ngày mình trông cho nên lợi tích liền, làm liền, làm liền, hay là mình phải đi thưa, đi kiện, đi làm gì, chỉ trong một ngày đó mà mình thấy không? Mình lục lục ra thử coi, truy ra thử coi. Đó. Rồi trong một ngày của các hàng tu sĩ và cư sĩ mong giải thoát. Họ không trông dài, mà họ không trông, không đợi gì hết á, chỉ tích tắc khai ngộ. Hiểu biết rồi, rộng mở hết tất cả những cái màn lưới ở trong lòng của mình á. Trong con người của mình á, cũng có tứ trụ nữa, cũng có tứ đại dây không, cũng có hết trơn à. Và trong con người mình nó cũng có nhiều cái màn lốt, mở xa, mở chạy, mở đặc, mở thịt gì cũng có. Nói về cái vấn đề thân trong người mình đó quý vị. Rồi bây giờ mình tu đó, mình phải khám phá. Mình một hành tinh, mình khám phá, đi khám phá. Không chịu khám phá, khám phá đi, coi ông chủ điện này bao nhiêu đất đai, mà ổng trồng gì, ổng làm gì, ổng sẽ dọn đất ổng bằng cách nào, phù sa nước mạch nước đó ở từ đâu nó đổ xuống. Mỗi hàng năm ổng làm lúa trúng, đất trúng. Và ổng mần vườn nó cũng có ăn ăn dai thêm cái phần đất đó, phần nước đó nữa. Đó, mình phải khám phá đất đai của mình nè, cồng cọc này nha, phèn này nha, đủ thứ gai gốc ở trong đó này cái nọ đó. Mà mình cũng cho là một vùng đất của mình, một mẫu, một mẫu ở trong lòng của mình, ở trong này nè, trong vùng đất của mình. Nhưng mà một mẫu mình còn có ông công, mình để nó chiếm hết. Xin kính thưa quý vị, trong cái rừng người của mình đó, nó âm u, nó u tịch. Cho nên mình đi là thấy nó u tịch rồi, mình ngồi thấy nó u tịch rồi, mình nằm còn u tịch hơn nữa quý vị. Thấy không? Dai gốc kéo nào thì thu hình lại thì miếng đất của mình cũng nó cũng không có sạch sẽ, mà không rộng, không có hình học, nó không đúng vào cái tọa độ của người ta đo. Người tu hành đó, dai mặt nào cũng tu hết, đi đứng nằm ngồi ở đâu cũng cái tướng diện của một người tu, ở chỗ nào cũng tướng diện một người tu, chứ nó không xuất hiện nay người ta may ma mốt quái đó, vậy đó. Và thưa thầy, con tìm thầy chánh đáng, thầy không có chánh đáng đâu, quý cô chánh đáng, quý đạo chánh đáng. Đó, thấy chưa, mình học tu rồi đó, mình giữ cái niềm, nỗi niềm của mình và giữ cái sự hy sinh của mình, bác chánh đạo Phật dạy đó nha, nói liêm chính, làm liêm chính, cái gì cũng liêm chính hết, sự hành trì của mình đó như thế. Thì chỉ có một chút thôi thì quý vị phải phải lóng, nói là lắng đi, để nói lóng thì nó hơi nặng, nói lắng, lắng để nghe. Lắng là lắng cái gì? Lắng cái đang sôi nổi á, nè, đang sôi nổi cái mạch nước như nè, sôi nổi thì cái cáo bợn nó cứ nó lên hoài nó lên hoài, thì cái nước từ bi, cái nước ma ha,
của trên mà nhỏ giọt cho mình á, chỉ có xíu à, mà nó sẽ tỏa hết tất cả, thì nó oan uổng à, nó oan uổng. Thấy không? Mình lắng lắng xuống cho nó cáo cặn, nó sát hết rồi cái nước đó nó xuống, mình cho qua chỗ khác. Xin kính thưa quý vị, ở trong bộ phận của chúng ta không phải vừa ăn rồi mình uống nước vô, ủa cái đó nó dồn cục, không có đâu. Cái máy trong này là nó đánh rất nhanh, nước đi chỗ khác, rác đi chỗ khác, cái to to đi chỗ khác, cái nhuyễn nhuyễn đi chỗ khác, rồi một cái mà tinh vi của nó quay về chỗ khác, rồi nó lọc, nó mới đưa lên cái tim của chúng ta. À, rồi cái gì nó đưa xuống, cái gì nó đưa qua, cái gì nó đưa lại, như mình phải thương mình đi quý vị, thầy khám phá được bên trong rồi, như bác sĩ khám phá được. Cho nên cái mình ăn mình cũng không thương, nó đói bụng quá thôi ráng ráng mình làm cho được 1 tiếng đồng hồ nữa đi, không ăn, không ăn, không ăn cơm. Mình nói mình nghe không, nghe thì ở trong này nè, nó không được. Ăn một chút đi cho nó có đi, bây giờ mình cứ chưa có cho tiền nhiều, mình ăn ủi đi ha, chút xíu đi, đừng bỏ đói mình nữa nha. Tới mình đói bụng mà ăn mình không cho ăn nữa thì sao ông tu? Rồi khi mà mình ăn một bữa ngọ đó theo Đức Phật đó, thì mình thực tập cho nó quen, cái gì nó cũng quen hết á. Đó vậy thì chừng đó mình biết cái bình chuẩn của mình, có cái cản, có cái ngăn, có cái đường, có lối rồi. Còn bây giờ mình lao động, mình phải ăn cơm, đúng giờ đúng giấc mình phải ăn. Và mình có biết rằng cái giống quả địa cầu bao tử của mình có cân chưa, bao nhiêu, bao nhiêu cân, bao nhiêu mình ăn rồi ngon quá, ăn cái nó phát ách lên, nó trúng thực chết, mình đi không nổi. Tại mình nhá, nói về cái sự rất là dễ dàng thực tế về ăn uống, về cái ống tiếp quản của mình, thanh quản của mình, về nói ai bắt mình nói vậy đó, mà động tĩnh gì cũng nói á đó. Ở lên xe ngồi hai ba chị, hai ba anh, hai ba cậu rồi để hỏi thầm, nó đâu có để ích gì, nó có mắc mớ gì đâu mà mình phải hỏi người này, mình hỏi người kia đó, vậy đó. À, nếu mà có chật quá mình ngồi lỡ cái ghế của người xa lạ đó, nhưng mà cái người này cũng đồng chủng với mình thì cục kịch, cái mình vui, mình cười cái người kia, chứ đừng có người ta đụng mình đụng ta, cái người ta cửa mình, cái mình nhăn, mình dai qua mình nhăn nho với người ta đó, thì sự đó cũng của mình. Quý vị biết một ngày mà nhăn nho đó, rồi nhiều ngày nó thành miếng gì không hả? À, miếng vải đó mà nó nhăn á, cái áo nó nhăn nho nó thành miếng vải đó nó nhăn. Một ngày mà mình vui vẻ, mình làm tốt, mình cái này cái cỡ đó, thẳng thắn này kia là ủi cái miếng vải đó, may được cái áo mận, hoặc là trong cái áo đó rất là tốt đẹp. Nói thực tế không đó quý vị. Còn nhăn nho đó, tự mình làm nhăn đó, giận giận dỗi nơi chân đó, thì nói ở đây về giảm bớt từ từ, chứ thì thầy cũng không bắt buộc tất cả chứ quý vị, anh em của mình phải tức khắc liền. Nhưng mà cũng có người nói thôi được rồi, tôi sẽ vũ bụi phong trần, tức khắc tôi không dướng, nhất định không dướng. Mà nói rồi cái mình gãi gãi cái đầu mình này, không dướng nữa, không dướng, nói không dướng là không dướng. Cái chút nữa ăn cơm rồi đó, mới ăn à, để cháu nó bưng một món đồ ăn lại, ông nội ăn này, con cứ đem về đi, ông nội ăn rồi, món này để chiều nó thiêu, ông nội ăn đi mà, không, vì không dướng nữa là không có nhận cái món này. Nói thực tế, này cũng có đâu, mới ăn rồi để đó đi, rồi hơi ăn tiếp tục, mình ăn rồi ăn nữa. Còn mình nói rồi, mình nói nữa đó, nó như vậy, ăn và nói. Mình tu tập, tu suốt cuộc đời, tu hoài, tu mãi, mà mình thu thập vào, mình tu không có được. Tu là sửa, tu là đổi, tu là bỏ, tu là chừa, tu là tấm cổ rác rứa ra khỏi cái ống cống ở trong này nè, của mình. Sửa đi quý vị, chừng một tháng à, quý vị thấy quý vị nhẹ, mình xúc đi, xúc cái lu, xúc cái hồ đi quý vị. Nặng mình đổi lại. Cái hồ mình nó rỉ nước rồi đó, nó chảy nó cũ kỹ lâu mà nó đóng tầm mà rong không mà đó, như vậy đó thì thầy ơn lắm, thấy rầu mà đẹp với chỗ nào rồi không có đâu nha, trời ơi, lầm lỗi gì đâu, sai gì đâu á, cái đi tô
y tô bên ngoài này nè, trong này nó lem, nó dơ, nó đủ thứ hết à. À, đi dặm mặt dặm mày rồi đi ra đi còn ẻo qua ẻo lại đấy chứ. Già sáu mươi mấy tuổi và gần 70 rồi còn môi son má phấn. Tại sao mình không vui với Phật đó? Đừng cái môi mình á, đừng lòng son của mình nó đượm, có nghĩa là không sai chạy, y như cắt thì sắc son mình sẽ có, không cần đi lại tha son má phấn nha, như vậy đó. Mà làm chi vậy? Nó có tái thì tái cho rồi, cũng như phở mà trụng vậy đó. Bỏ cái xác này nhưng mà tu rồi đâu đâu có tái, nó tươi như hoa à, nó còn mãi mãi chứ. À, Đức Phật thấy chưa, bao nhiêu ngàn đời, bao nhiêu trăm kiếp Đức Phật cũng vẫn còn. Thì chính chúng ta đừng sợ chết gì hết, chết vẫn còn, nó còn ở chỗ còn đó quý vị. Quý vị không có nắm bắt được, không có biết, không có hiểu thì bây giờ chúng ta phải cần hiểu, học phải hỏi, học phải hành, học phải tiến lớp, học phải ngoan, học phải học bổng. Như vậy đó, mình vô lớp mà mình không có lắm tay để thu thập bài bổn của thầy cho mình và là như thế nào, rồi ra thì cái anh kia ảnh thu cái mình theo, mình cặp sinh sinh người ta đó, như vậy đó. Thì uổng hỏi đó. Rồi nói về việc thực tế là đạo, anh em của mình á, sáng ra tiệm cà phê, cà phê đạo, có tiệm cà phê đạo, hỏi thầy ơi cà phê đạo đâu, quý vị hỏi quý vị đi, cà phê đạo cái quán đấy. Bị ra đó cái sổ đạo ra. Uống cà phê cái ngầu tréo lại cái nói Đức Quỳnh này Đức Quỳnh kia, rồi nói ông Phật tổ này ông Phật tổ kia, rồi pháp bảo đàn kinh, anh này xem cái này chị kia xem cái kia, rồi đem ra tiệm cà phê đạo. Rồi các cô mà đi đi chợ đó, hủ tiếu đạo, lấy ăn ăn nói đạo, thấy không? Mà ở trong này lầy lụa nè, ở trên nó nhớt ra à, nó vậy. Thì mình phải kiểm tra, phải sửa, phải sửa à, vậy đó. Nhưng mà như thế này đó nè, phải bình tĩnh. Rồi bây giờ ngồi ở đây nè, nhưng mà cái tiếng tiếng pháo nổ đó, pháo đài nổ đó, gọi là sấm vang dậy hết trơn, mình còn vì mình trụ được. Phật nói vô thường trụ mà trụ, trụ vào cái chỗ mà mình đang chứa đựng, cũng như là giặc đánh quá nhiều rồi mà mình có cái hầm tảng xe rất sâu, đá đồ này cái nọ gì đó, cũng như cái hầm ở ngoài Điện Biên, có nghĩa là đánh thắng Pháp phải nhờ cái hầm hầm mật đó, hiểu không? Người tu nói thực tế không đâu quý vị, sao mà nói chuyện vậy không biểu tu. Tu là cái gì, chỉ cái tu coi, tu là sửa, tu mềm mỏng, tu là ai cũng thương mình hết, từ dữ hóa hiền trở lại. Mình mới đây nè, mình nóng tánh đó, mình gây, mình tạo điều kiện, mình làm cho nó hơn người ta. Đó, nó hơn người ta mà quý vị có thấy quý vị mất mát chưa? À, thấy không, chỉ luôn thực tế, mất máu sành dần mất mãi, mất tinh, mất đức, mất ánh sáng. Ánh sáng đó nó ở chỗ nào vậy? Thì nó ở chỗ bộ não nè. Đó, thấy chưa? Ở trên này có cái ánh sáng của đài đa đa. Con người mình phép pháp vô cùng, con người mình nó địa vị vô cùng, mà con người mình cũng sơn giả vô cùng, bần tiện vô cùng, cao cả vô cùng. Thấy không? Con người của mình bây giờ mình phải đánh giá không cao không thấp nha. Xin kính thưa quý vị, để mình học đạo, để chỉ sống có một ngày mà mình không có rõ ràng, không biết gì hết, thì một ngày ấy nó sẽ lận quẩn, rồi nó sẽ đưa chúng ta. Cái lận quẩn đó, nó ráp nó đưa mình chứ không ai chứ á. Nó ráp nó đưa mình, nó lôi như con kiến mà lôi thay con cá vậy đó, hay là con gì vậy, nó lôi nó như thế. Tu mau kinh nào cũng để, thầy cũng kêu kinh Phật cũng để, tu mau kẻo trễ bớ người ơi đó. À, cái câu văn của các ông hồi xưa đó, kiếp kiếp mau mau chớ đổi dời, thuyền từ bác ái ta chờ đó, ráng về tiên cảnh để thảnh thơi, ví dụ mình nói vậy. Còn bây giờ mình ở đây thì mau mau là như thế nào?
Chạy hả? Không phải. Có nghĩa là không được quên. Lúc nào mình cũng phải chiếu kiến thấy. Lúc nào mình cũng rọi thấy, lúc nào mình cũng không bỏ dở nó. Vì cái nhà mình nhà quý báu có vàng ngọc trong này là mình phải theo dõi trộm cắp. Rồi mình còn có một cái ngay bây giờ mình hay đi mà nhà mình thì nhà giàu nha. Thì mình còn bây giờ mình đặt đặt cái địa bàn của mình đi chứ, để quay để thấy một cái người vô đó này kia nọ, thấy chưa? Tại sao có người mình như thế này mà mình không sợ mất hồn? Mình không sợ nó cướp mất cái gì của mình là mình giữ gìn. Giữ gìn là tu đó quý vị. Ngay chỗ đó là ngay chỗ tu sửa đó quý vị. Về thấy đâu đồng bằng là tu liền cấp kỳ chứ không có đề. Để lợi mà gõ mõ tụng kinh về thì sao? Quý vị trả lời đi. Cũng được. Đó là cái hình thức bên ngoài, là dáng cờ bên ngoài. Cũng phải có ngoài và có trong, nhưng mà đừng nằm quá đội. Có bóng như có mất có hình, nói như thế. Thì Phật nói bình đẳng giới đó, rồi giữ pháp giới. Pháp với ai? Pháp là phép. Phép là cái gì? Phép là tiếng nói. Trời, anh ánh mới điên nè, trời ơi, gia đình ảnh tán lạng mà cái cậu này, cậu lợi bạn, trời, cô ngồi chơi có chút xíu là bình yên hết đó. Phép cậu thực tế không? Cậu đem cậu kể chuyện nè với cậu, cậu nói một cái thức nói sao mà là cái dòng suối ma ha của đại bồ tát ma ha tát. Cậu tắm ban đầu rửa tay rửa chân rửa mặt, sau cái cậu sối lên cái hết trơn, thấy không? Thì mình bây giờ bắt đầu nha, bắt đầu về tự tự mình đã xây cái hồ nước trở lại, đập cái hồ kia đi, đập cái hồ cũ đó. Hồ cũ mình chứa nước mưa cũng chứa, nước giếng cũng chứa, nước fountain tên cũng chứa, nước gì cũng đem chứa mình ở cái hồ. Nhưng ba cái loại nước nó đi vô nó đánh lộn với nhau á, ba cái loại nước đó chứ đâu phải một loại, thấy không? Còn mình đây là nước tiên cũng chứa, nước tục cũng chứa nha đó. Rồi nước từ bi ở đâu? Nước mắt nước rẻ gì chứa hết trơn, hầm bà đằng sắn cấu ở trong cái hồ của mình. Cho nên bây giờ mình phải phá tan để xây lại cái hồ. Đừng có xây hồ than thở nha, mà mình xây cái hồ rất tuyệt vời. Cái hồ đó là đặc điểm là cái hồ nước tinh vi của Đức Phật, hồ đựng nước từ bi. Rồi mình xung quanh hồ đó có một cái suối, mình khai cho nó cái mạch nước nó chạy. Cái hồ này là hồ chứa nước Maha của Bồ Tát Maha Tát. Cái suối này là dòng suối nước từ bi. Đã là trong cái hồ đó nó cho nó chảy ra bớt hoặc là thông trong mà còn gọi là nước từ bi, lúc nào cũng chảy không có khô khan. Mình tu mà không có từ bi rồi tu không được đó quý vị, không được. Mà từ bi có giới hạn, nước nó chảy rỉ rả nè, nước chảy như thác nè, nước nước chảy trầm đầm nè, thấy chung mình nó từ bi về lấy của ta cho hết trơn. Trời, bị gì từ bi? Phật dạy rồi, nhịn đói ha, nhịn đói đồ bệnh á. Trời ơi, mày tao bệnh mày không nói gì tao, tao nói sao được? Mình nói mình trước đi, mình có tiền mình đem mình cho người ta hết trơn, mình phải để uống thuốc, mình phải để chữa cháy, nhà sắp cháy cứu quả, trách con trách cháu ha. Thôi mình lớn vậy mà mình trách, mình già vậy mà mình trách, mình cha mày trách con không trách. Con nó có quyền nó trách mình. Vì mình bổ sung không có đủ, thủ trưởng bổ sung không có đầy đủ cho lính, lính trách. Chứ thủ trưởng không bao giờ trách. Cha mẹ không có trách con mà dạy huấn con, đem lực đại hùng của cha mẹ để bình trị ha. Đó cũng như ông Thánh ông nói trước trị gia sau ra trị quốc. Có đúng không? Mà nói không phải binh vực mấy vị về nè, cha không được quyền trách con, nhưng mà dịch việc ra trách là trách cái gì, làm sao? Mình làm con mà mình không có ngó nghĩ gì, mình phụ với ông già mình bà già mình mà có của là mình trách chia đứa này nhiều đứa kia ít, thấy chưa? Đó thấy không? Còn cha mà làm biếng, mẹ làm biếng ăn đi đi quýnh bài không mà, còn ông cha thì đi nói rồi tréo cẳng lại ngậm thuốc khóc rồi nói này kia nọ, có khi đứa con nó giác cái độ nó đi qua nặng nữa.
Mày dắt giờ chưa nghỉ hả mày? Trời, nó lãnh cái khoán ở đó là một bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu tiền là biểu người ta nghỉ. Nó ngồi đó không biết gì trơn à. Rồi nó chửi ở bên trong á. Nó nói, ông già này sáng ra ngoài này chơi không biết gì. Bỏ, thấy không? Nó lộn xộn với nhau vậy đó. Còn biết tu không có ra đó ngồi vậy. Ngồi thiền. Ngồi thiền quán. Quán, quán là cái điểm linh quang của mình điển á. Cái quan, quan niệm, quan tâm, quan sát. Quan sát hiện trường ở trong mình cũng như công an mà đi quan sát vậy. Nghe không? Hay là muốn ca hãy ca là gần hết rồi đó. Đó vậy. Thì bây giờ mình phải ráng cố gắng chính mình. Kể từ đây quyết định chính mình. Thấy chưa? Mình quyết định. Kiên quyết chính mình vì mình có máu, có huyết. Có máu, có mủ, có dầu nhớt, có xăng, có dầu thắng. Cái xe nè, là cái xe, là cái cây, là con người của mình nè. Mình biết hết, khám phá được hết. Thì khám phá ở bên trong chúng ta được thì bên ngoài được. Này không có đâu, cái cuốc rớt 7 ngày đi về đi thấy còn. Nó rớt cái nằm kệ đó, mình đi kệ mình không thèm. Với giỡn chứ mệt. Thấy không? Mệt hay là mình để nó nằm nó mệt. Mình để mình chùi rửa, mình cất để bữa khác mình làm. Thấy không? Như thế thì mình biết đó quý vị. Cho nên Đức Thầy mà nói là phải biết mới sống. Mà trong cái chữ biết nó cũng như là một ngày. Mình sống có một ngày thôi, biết hết trơn quý vị. Để tránh, để né, để chạy trốn, để bỏ. Đó, như thế thì ta biết hết trơn. Rồi một ngày này, chút xíu chiều này là mình chết rồi đó. Mình cứ mình đưa mình cho chết, không có đưa mình sống à. Như vậy mà nó không chết. Thấy không? Nó sống trong cái sống đó, còn mình sống trong một cái chết mà mình không may. Mình chết rồi đó. Tê liệt hết trơn rồi, không biết gì, không biết phải, không biết chẳng, không biết gì, cứ biết tiền không à. Tiền thì nó là chủ trương. Sinh quá sinh mình mượn nó để mình sinh nhai hàng ngày này cái nọ, sao không có, ai không có sử dụng cái đồng tiền đó nha. Biết á, thì sử dụng cái đồng tiền tiên, tiền Phật, có nghĩa là đồng tiền rất giá trị vô cùng. Còn không biết á, vô quá trời mừng quá, chớp mừng đem gỡ ngân hàng đem cất chỗ này chỗ kia. Nhưng mà mình phải biết nguyên nhân đồng tiền này ở đâu, có cực không. Sao đâu mà nó dữ vậy, cũng như nước mà nó sóng thần tràn ở nước đâu dữ vậy nè, sóng thần tràn chút có thể giựt ra. Đồng tiền mà vô nghĩa không có lý đó thì nó sẽ giựt ra cũng như thác nước. Nói thực tế không, quý vị có nắm rõ không? Cái gì cũng có nguyên nhân nha. Có nguyên nhân hết. Tại mình lầm lỗi, lầm lạc, lầm lẫn nha. Lầm lẫn khác, lầm lạc khác, lầm lỗi khác nha. Suy nghĩ đi, mình lầm mình mới lỗi, mình lầm mình mới lẫn lộn cho đứa con này nó làm bậy, đứa con kia hay là chị này tu vậy kia, không có lầm lẫn nữa. Ta sẽ phân loại hết. Ba loài người cũng ba mà nhân loại cũng ba ha, ở trong cái thế giới này nè. Một người, hai thú, ba cây cối, nó ở chung với mình có đúng không ạ? Ở chung nói vậy. Còn cái tình thương của cái người tu đó nói không hết, mà đoán cũng không được, mà chận đứng chỗ nào cũng vượt gì nó bao la. Rồi nói trời ơi, vậy là con bắt chước thầy, nó tình thương bao la, đụng ai cũng thương hết á. Bao la thương gì vậy, ăn cướp thương, mày dâm thương, lầu đài gì đó, gái lâu cũng thương, xì ke ma tí cũng thương, không có đâu. Với điều kiện chúng ta phân biệt cái tình thương, tình thương của đấng từ bi khác, thương xót những anh này chị kia, con của đạo, học đạo hiền lành kiên nhẫn, ăn chay niệm Phật, cúi đầu mà để mà phúc phục rửa gội, đừng trở về quê hương cảnh cũ của mình là khác. Còn thương cái loại mà nó đã chui với sình bùng á, nó làm này kia nọ đó, rồi nó trốn mất, nó làm sùm, nó quậy, nó phá, vậy thì phải làm cách nào chứ không có thương. Nói là thương hại, thương để giết nó nha, thương để đẩy lui lấp ở ngoài đống rác, chứ không phải cái tình thương đậm đà tha thiết. Cái tình thương loài người Phật nói đó, náo nhiệt ánh từ bi.
thì không có bảo đời, thương đạo làm chi. Nhưng mình nhìn thấy họ có những gì mình coi quan trọng, có tiền của nè ha, hay là có đức rộng, hay có tài ba, dùng nghinh chống nghinh ngang. Tỉnh đi rò, đạo pháp đạo tràng, nghe bằng sĩ rồi dối dàng về sửa đôi. Sửa đi trò, cũng như áo cũ rồi mình cởi, mình cởi bỏ áo trần này, mình về mặc áo của Tây Phương. Tỉnh đi chánh chánh đường đường, tỉnh làm cho chúng gieo tình thương ai hoài. Tỉnh giấc mộng nồng say buổi trước, tại mình có đất nè, có giường nè, rộng mà mình không có lấy thước để đo. Tối ngày mình cứ bì so, ăn rồi mình lại nằm có kêu gì. Còn đòi hỏi quá nhiều, hỏi gì chứ để làm chi. Buồn ra cho nhẹ rồi mình đi trở về. Có một ngày mà mình đã lỗi hẹn quên thề, mình xin cơm của Phật ăn rồi về Tây Phương. Không có xin, mình ăn cơm đắm lị thế lương. Ăn cơm phàm tục thì mình dấn dương phàm hoài. Tỉnh đi trò, nồng say mình bỏ, khai đuốc thiên thấu rõ cội nguồn. Khỏi lỡ dùa nghe tiếng mõ chuông, hiểu chân lý hiểu cội nguồn là đau. Nghe văn vận dường tiên thầy chưa vào, lên ở chốn đây rồi thầy tạo lại gì đây. Tạo ra lời lẽ của thầy, dạy bài cớ sự phúc dây cho đời. Để nói dấu, để tách rời nơi bên khổ, lên đi đò tiên thầy đưa về chỗ Như Lai. Nói kệ kinh, nói mãi, nói hoài, nói say đắm chốn trần ai biển loạn. Về đi trò bị thương cả bọn, về đi con đường dẹp dọn cho rồi. Sự hung tàn, sự đau khổ chúng con ơi, để chi nữa mình quỷ thiêu rồi cho rành. Chuyện không đúng à, mà mình cũng giăng tay mình lạnh. Còn cái chuyện mình làm, mình đổi cảnh không hay. Đổi về ở phía phương Tây, đổi về xứ Phật không hay sao trò. Thay đổi đi con, để mình lên nước tự do. Mình ở hoài, ở mãi, không đói no chút nào. Không phải đi bên Tấn, bên Nhật, bên nước này kia, bên Tàu đâu. Mà bên đi một chút, rồi mình nhau về Tây Phương. Cuộc đời chỉ đắm tơ dương, sai xưa may mãi rồi lạc đường trò ơi. Cánh khuya mắt lệ thầy ơi, thương trò phải chịu vậy thôi làm sao. Than khóc hận thương đồng bào đồng chủng, vì thầy sợ mũi tên ma đã bắn phụng vào con. Lấy mà chi đặng nâng đỡ cho còn. Suy nghĩ lại rồi tại con trò còn đó là. Thấy chưa cảnh trần ai mục mạc. Nơi bể khổ đây rồi, rồi gió tạt mưa phong. Nghĩ đi tu vợ tu chồng đặng ta khóa cuồng ngỗng trói mình. Khổ khổ lắm đừng cầu xin lại bái. Tại vì mình
mình ỷ lại mình không hay. Ở trong ta có phương Nam, phương Bắc, phương Tây, có đầy đủ, mình không chuyển xây rồi lương. Mình có hết, tại sao mình vay mượn? Để mình đọa nghiệp hồng trần như con dưỡng nhân tay. Cuộc đời trăm đắng ngàn cay, đâu vui gì mà ở lại ngày mai nghe trò. Phải cố gắng đi con, để lầu ló nhất trí. Bền học tu đi nha, như mình có bạc tỷ vàng châu. Hỏi bây giờ mình cất nó ở đâu? Trong tâm tánh rồi hầu nơi linh từ. Tiền bạc đời bây giờ mình tích trữ, nãy nó còn mãi lại tiêu tan. Phải chăng? Phải chăng nay không bớ đảo tràng, tỉnh giấc mộng đi bình an tự nghỉ. Giờ thanh tịnh nuôi rừng quan hỷ, lặng phát kia nghỉ cả anh chỉ nhìn coi. Về đi kiến tánh xăm soi, về đi trí tuệ mình soi mình hành. Ráng cố gắng, tại mình gieo đó, mình phải cam đành mình nhổ. Tại mình trồng mà, thấy không, thì cực khổ phải làm. Đừng có than có thở dưới cồ đàm, ngài đã chỉ bảo mình quanh quá làm lương thiền. Phật đã nói rõ, Phật đâu bịa chuyện. Phật đã nói giờ mình rồi biết tu luyện nhờ thân. Người ơi ra khỏi hồng trần, ra tu giải thoát toàn phần nghe chưa. Ráng ăn ở sớm trưa hàng phục. Mình như tay nắm rôm nè, quý người, nó đang ngã gục thối rùm. Sáng mọc lên ai cũng tới để xúm chiều tàn rủi hôi rùm mình bỏ lại. Xác thân khổ chúng ta cũng vậy, ngồi nói chuyện thái bình à, thấy không, chứ dân hãy tường tri. Tại sao thầy nói chuyện làm gì, bạch minh cho cạn lẽ để cứu nguy hại tàn. Ai sống sót hơn vàng hơn ngọc, mà ai không tin á, trằn trọc khổ tâm. Đường đi nước bước bị lầm, không tu mà cứ mê nhầm mê linh. Chứ bây giờ không học sử kinh, làm sao con đắc đạo mà tâm linh nhẹ nhàng. Học phải bỏ để xối tràn tấm nước. Ta phải tạo giọt nước lành để tắm rửa. Từ khi về nhà niệm Phật mau đi, ta càng quan niệm Phật thì chứng minh. Phải cố gắng, phải nhiệt tình với Phật. Cũng như ở đời nghĩa anh em á, mình coi như bậc quá cao. Anh em chia sớt giường nào, đừng xem quá rẻ đừng cao mà lầm. Phải bình đẳng với nhau để cố tu tâm, để rồi dưỡng cái tánh đức của mình đó, nhiều năm được còn. Hy sinh bảo quản lòng son, trời ơi ráng học đây là chốn đại non nghe trò. Học đi con, để dò bài bổn nơi sơn tiên nè, thầy hao tốn biết bao. Chốn liên đài trực tiếp rất cao, miền sơn đành ai nào được vậy. Trước mặt vui vẻ mình ráng tu mình ống tay, mình còn đam mê chi cầm bậy trần đời, rồi đừng lấy đông sông. Đạo không tha không thứ, đàn bà hay lại đàn ông, hay già hay trẻ tâm lòng như nhau. Phải cố gắng, đừng để cái hoa này xào úa ấy.
phải cố đắp bồi cho hoa hải được tươi. Gặt hái đi để cúng chín mười phương Đức Phật Đại Từ Quan Hỷ. Mau đi trò, mau đi anh chị, cố trui rèn rồi mãi trí trong trong. Dù ai có nói mít lòng không sao, đừng sợ vì mình trong đã rồi. Đâu có đục nữa. Thế không? Mà người ta ngồi ta quầy, mình đã trong trong lòng rồi, rồi ta nhìn thấy không sai. Con kiến bò qua bò lại họ cũng hay, vì trong trong trắng như bàn tay đã dệt. Còn đục ngào thì ra phải chết, đã nhầm rồi mình hết cuộc đời nay. Tu mà không biết để quay, không lo cái sửa thì ngày mai chết nhầm. Phải tỉnh dậy để tu tâm, để lượng Phật, để đại từ bi nè, để siêu bậc thánh hiền. Ở tại nhà vô lượng vô biên, làm việc nghĩa chứ không phải mê tiền mê bạc. Nói tiếng thanh thao đừng nổ nạt, sửa từ từ mình giải thoát nghe không. Bây giờ còn tánh bôn chôn, nghe thầy nhắc đạo như hoàng hôn sáng ngời. Ráng đi con, đổi đời rồi đó. Tại sao mình không ngó lại tâm mình? Đổi mau đi nó còn hỡi bùng sình. Đổi lè lè mình là một đức tính rồng rồng. Đổi đi con đừng nên mơ mộng, ở chỗ ta bà là nghiệp va cộng quá cao. Học đi đừng sắc đừng màu, đua chén chi nữa làm giàu là chi. Giàu đức độ không nguy nha các gì, giàu đức ân khỏi bị ai hành. Giàu tu hiền để gặp Phật tái sanh, giàu đức độ độ lành cứu thế. Mình đừng giàu hung dữ rồi mô rồi kê, mình giàu bạc giàu thuyền quên lễ nghĩa ngày xưa. Cho nên thân thể tả tưa, cho nên hồn xác quỷ nó đưa quỳnh thiền. Ráng cô tu đi bớ nho sĩ đạo hiền, sau này mình được về tiến về trời. Ráng tu tịnh nha chúng con ơi, thầy khổ lắm. Thì đâu có cái gì mà để mua sắm với cái châu thân. Chỉ ngồi đây một ông đạo sĩ bận nơi rừng núi tay lần chuối hộp. Bóng xế chiều rồi mà ông còn bơi thuyền lập cọp, để đợi học trò mù hôi hột tóc răng. Ông ơi, ông đã quá già, ông ngồi kêu khách vậy mà tiếng khang. Ông về cho được bình an, nghỉ đi đừng réo nữa đừng tình tan. Nghe rồi, ông nói không sao đâu con, ông cứ trì ngồi. Buổi này là buổi chót đò thôi con, chờ chờ chút nữa đi, cho chúng sanh chọn cái giờ quy nhiệm. Ông ngồi đây nè thì con cứ đi kiếm mọi người, bảo mau mau trực tiếp vui tươi đò còn đợi ông người còn nơi bên. Ta có hỏi ông là ai thì con nói ông già ngày trước đó, giờ ổng đã về đến. Ổng không bỏ bên sông buồn, ổng trở lại rước đường. Bây giờ nước mắt như mưa, cảm thương ông lão đò đưa con quay chờ đợi khách. Mà khách trần ai không có liên,
chờ đợi người mà người không có thâm viếng chi. Nam mô hay chữ từ bi, ta bảo ông lão ông đi cho rồi. Ông nói như nè, ông nói dù thánh dù bẩn dù tồi, cái chỗ này cái ao dụng nè ông đã biết rồi, quá dơ. Trên thuyền ông đợi kịp, mà giờ buổi này quân cuối con ơi, chút nào chờ một đứa cũng được nữa đó, thấy không? Lên nào ông lui bước, nếu mà được năm ba người rồi đó thì về tâu giới trước đền trời. Ngay bây giờ đò đợi ông ơi, đưa quý khách được tách rời nơi biển khổ. Nếu mà về nhiều đó, dù cho thiền này phải đau khổ, rách rưới tơi bời, nhưng người giác ngộ nhẹ thay. Ta đưa qua bến trần ai, chiếc dầm nhẹ nhẹ sóng dài, còn nhồi không sao đâu. Thầy lặng lẽ đó, thầy ngồi bơi qua bên. Chúng con về đi nha, phải cảm mến mà thương. Ông lão này ổng thiệt đó, ổng quá đoạn trường, vừa điên điếc vừa dọn đường cho ba tanh. Nhìn coi thể hiện của ông già này không có cảnh, không trang trọng trên đời này, ông đã lánh bụi dơ. Chỉ cho ông ở gian bờ, ông còn chờ đợi hiện giờ nghe hôn. Ông sợ ba tiếng sấm hoàng hôn đen tối. Con chị nghe chưa, để chúng biết lối mà về. Bấy lâu nay kẻ sợ người tề, đây sắp tới nó về chìm thuyền nôi. Lóc đưa bơ lóc thì lặn lội, nó bị một trận tam đồ rồi nó dội về tay. Con ơi, trời Phật sửa xây, nghe lời thầy dạy đâu đây, ráng gìn hết hết hơi thở, hết tiếng nói, hết âm thanh, giao cho trần trượt mà nha, để chung tình thủy chung. Tại sao học trò đến ngày cùng phản thầy, rồi xa bạn qua chung cái gì, phải trả ơn thầy vậy thì cho chu đáo. Công của thầy đó là hoài bão vô cùng, tại sao con quá lạnh lùng, tại sao quạnh mặt không chung một đường. Công thầy tổ đoạn trường khắc biên, trong quân tàn mà còn xuất hiện làm chi, để rồi ông lại cứu hoa quy của người để thoát cả bến, để về từ bi an nhàn. Tịnh đi cô nhé, đừng có buộc ràng thế nữa. Lửa hồng trần ai cứu chữa được mình, dù có lại bao nhiêu hay là cúng sao vướng nguyệt tinh không cứu được tâm mình đâu quý đạo. Chỉ có mình tu hành lục lão để sửa đổi mái tranh nghèo của đạo trong trong. Về đi bớ bớ đau đồng, coi chừng mưa bão gió giông trôi đùa, sắp thay tiết đổi mùa trò không biết. Trời sắp tru đất sắp diệt nay mai, hỏi mình sỏi đá trong gai, mình đi trên bể khổ trần ai kia cả. Khổ lắm đó, 10 cái nhà cũng khổ, mà 100 ức lượng vàng cũng đem xuống lỗ mà chôn. Đây là thầy dặn nghe không, một ngày ta sống sót đức chi tôn hộ trì, phải lượng Phật nè, phải từ bi theo Phật nè, phải rộng bao la, không có bận chật nữa, nghe chưa? Vì mình chật hẹp thất thưa, làm sao trở lại dẹp mây mưa cũng thần.
Nghe đạo sĩ Cơ Bần đã nói mấy năm nay không phải thầy bói kiếm tiền, khuyên học trò ai đã đủ duyên lên thuyền Phật thì bớ liền về quê quán. Học khổ lắm nha ông học trò đừng có chán, ráng đi trong nhà trường rồi sắp bị mãn vào thi. Điểm cao thầy chấm vậy thì thầy thấy trò khổ vậy thì sôi kinh. Đêm ráng học nè, không có ngủ, để rồi tin trời tin Phật. Học mà nghèo nữa, không bận chật, nát tan. Nhìn áo quần của học trò thấy quá dở dang, tâm đặc biệt có rồng vàng phùng mua. Trong tâm chúng con có tài có của, có anh hào quang kìa đa bùng tủa sáng trưng. Ở ngoài ta chẳng nhìn mừng, nhìn con trong dạ chấn hưng đạo thầy. Tình đi con, giờ này thầy nói không bao giờ nói dối để kiếm xu. Nhìn thầy đi không phải người tu, nhưng lượng Phật công phu giờ ngân hà. Lời nói này sau này quý giá, thầy có về rồi để lại cao cả trần ai. Con ơi bình tĩnh đêm ngày, đặng ta nói sử xuôi kinh học hành. Ráng chọn học đi con, cho rành mẫu mực. Không có ai vô nhà mình đi cướp giật mình đâu. Vì đêm thức dậy canh thâu, ngày đi làm lụng cởi trâu cởi bò. Thấy khổ không? Nhưng mà mình được tự do, mình ngồi trên lưng trâu rồi mình hát, mình hò, chứ mình đâu có đua. Họ chúng mãi hơn thua, còn con tu tịnh con gặp vua ra đời. Họ thấy khổ người ơi, cởi trâu mà biết cái đời trắng tay. Bây giờ thầy dạy không ai một đồng mà thôi sao, rồi hết đắng cay nghe trò. Ráng cố gắng đi, mình được tự do rồi đó. Mùa hạ quân hết rồi tới thượng quân, mình ngó mình tầm. Tịnh đi con, không có sai lầm, nay học đạo mình phải truy tâm Phật lượng. Tu cực khổ mực mài không sướng, mới đắc quả thành rồi ráng gượng nghe chưa. Dù cho đi học báo mưa, ráng chịu cực khổ rồi tạ thưa lành người. Nhưng không sao đâu, trong tâm tánh mình được vui tươi. Mình có Phật Pháp nè, rồi có người truy ân, rồi mình có thầy mình được ở gần soi kinh, rồi thầy tặng đồ bút thần, rồi thầy trao. Thầy chưa? Như vậy mà mình không cố gắng cũng như cục đá mà mài dao, ráng mài chút nữa rồi mau nghe trò. Con ơi học đạo ráng lo, chớ con bỏ đạo mình tự do giờ nào. Chỉ có tu đó mới tự do, mới bỏ sắc, mới bỏ màu, mới nhảy qua được cái hàng rào khổ tâm. Mình không tu mình bị nó hâm, lửa kia nó bủa hết từ trong tới ngoài. Thôi ráng tu tịnh đi nha, ngày nay thầy nói rõ, chứ không bảo quý trò phải gõ mõ tụng kinh. Mình có làm ăn mày nữa nha không, mình lại ăn xin làm người đúng bậc một hành tinh tiên Phật. Đừng có xin tài xin vật, mình xin Phật kia kìa không trách Phật cho. Xin ngài ôi hãy đã lo, Phật đưa con đến bến tự do con mừng. Bến tự do ấy đó, con nhìn đi trời hừng sắp tới. Cảnh thứ lai nè, thế giới Di Đà đưa mình về gần lắm không xa. Tại mình quẩn đại cho nên không mực mà xa cách.
tỉnh đi trò niệm đi.